Chào tất cả anh em nha. Chúc anh em chủ nhật cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều an lành và nhiều may mắn hạnh phúc nha anh em. Nay mình giới thiệu với anh em Jeep, một số em Jeepo chắc góc vintage look cổ điển mới trở về lại với kênh bên mình nha anh em. Với phong cách cổ điển chắc góc hai đầu bằng đáy ba hàng chữ thì rất là nam tính, rất là mạnh mẽ, đơn giản nhưng mà cũng không kém phần sang trọng nha anh em. Mẫu Jeepo này thì cũng rất là quen thuộc với nhiều anh em mà có biết tới kênh Jeepo Tuấn Nguyễn bên mình ha. Thì nay bên mình về một lô Jeepo chắc góc vintage ha, để phục vụ anh em chơi Tết con chuột 2020 nha anh em. Với phong cách rất là đơn giản nhưng mà rất là sang trọng nha anh em, và có yếu tố cổ điển cũng như là yếu tố lịch sử của hãng, thì anh em trên tay em Jeepo này sử dụng, sở hữu hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là phù hợp nha anh em. Em nó hàng zin, hàng chính hãng Jeepo Mỹ nha anh em. Bên Jeepo Tuấn Nguyễn nào giờ là giới thiệu với anh em hàng xịn, anh em nào đã ủng hộ quá rành rồi ha. Còn anh em nào chưa có dịp thì cứ ấn nút đăng ký kênh Jeepo Tuấn Nguyễn màu đỏ nha anh em, ngay dưới chân clip ha, để anh em có thể cập nhật, theo dõi và nghiên cứu những em Jeepo mà phù hợp với anh em ha. Thì số điện thoại mình để lên tiêu đề clip nha anh em. Anh em nào có nhu cầu rước em vintage look đẩy bàn chữ này thì cứ alo mình ha. Mình trên tay giới thiệu với anh em trước nha anh em. Rất là bóng bẩy sang trọng ha anh em. Hai đầu bằng ha. Em nó hàng zin hết, đẩy ba hàng chữ ha nè, chính hãng Jeepo Mỹ luôn, hợp đựng giấy tờ kèm theo em nó đầy đủ ha. Rất là nhạy lửa nha anh em, hàng chính hãng, để nhẹ lên lửa thôi. Chặt bốn góc đối xứng ha nè, bóng bẩy sang trọng. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó cũng như các em Jeepo bên mình thì anh em cứ vô trang Facebook mình ha, click vô đường link mình để dưới ô mô tả video anh em xem ha. Về giá em nó thì anh em vui lòng gọi vô số điện thoại mình nha anh em, tại vì em này về không có nhiều, giá có thể thay đổi tùy thời điểm ha, nhưng mà cũng ở mức giá bình dân cho anh em mà tiếp cận chơi ha. Anh em nhớ like, chia sẻ clip nha nè, và ấn nút đăng ký kênh Jeepo Tuấn Nguyễn màu đỏ ha, ngay dưới chân clip để có thể cập nhật những em Jeepo tiếp theo ha nè. Bên mình thì rất là nhiều mẫu ha, soi kỹ cho anh em xem, hàng zin hết, anh em làm quà biếu quà tặng cũng rất là phù hợp nha nè. Rồi vintage look chặt góc đáy ba hàng chữ ha anh em, dòng cổ điển nam tính ha, hộp đựng đầy đủ ha nè, giấy tờ kèm theo luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em xem clip ha. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Chủ nhật an lành nha anh em. Tạm biệt anh em.